Lời Chúa thứ tư sau Chủ nhật thứ 11 thường niên, ngày 16 tháng 6 năm 2021. Lời Chúa thứ tư sau Chủ nhật thứ 11 thường niên, ngày 16 tháng 6 năm 2021. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đang ở trong năm đặc biệt kính Thánh Giuse. Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng như là Đức Thánh Cha Francisco mời gọi trong năm đặc biệt kính Thánh Giuse, mỗi ngày thứ tư chúng ta làm việc đạo đức, rồi những dân những hy sinh, làm những việc bác ái, cầu nguyện lên Thánh Giuse, cầu cho những người thất nghiệp có công ăn việc làm, những gia đình đang khủng hoảng được vượt qua, để chúng ta lãnh ơn toàn xá với điều kiện bình thường là xưng tội đức lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Ơn toàn xá để chỉ cho mình hoặc cho những linh hồn đã qua đời, nhất là những người qua đời vì cơn đại dịch. Xin Thánh Giuse phù hộ bầu cử cho các gia đình được bình an giữa cơn đại dịch. Mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ 11 thường niên. Bài đọc 1 năm lẻ, thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô, 2 Côrintô chương 9 câu 6 đến câu 11. 2 Côrintô 6, 9 đến 11. Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, tôi xin nói điều này: gieo ít thì gặt ít, gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người hãy cho tùy theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, không miễn cưỡng. Vì ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương. Và lại, Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện. Theo như lời đã chép, kẻ túng nghèo, người rộng tay làm phúc, đức công chính của người tồn tại muôn đời. Đấng cung cấp hạt giống cho kẻ gieo và bánh làm của anh nuôi dưỡng, tất sẽ cung cấp dư dật hạt giống cho anh em gieo và sẽ làm cho đức công chính của anh em sinh hoa kết quả dồi dào. Anh em sẽ được sung túc mọi bề để làm mọi việc thiện cách rộng rãi. Những việc chúng ta làm sẽ khiến người ta dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp: hạnh phúc thay người kinh sợ Chúa, hạnh phúc thay người kinh sợ Chúa, nhưng ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. Trên mặt đất con cháu của họ sẽ hùng cường, dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giang phúc. Gia đình họ phú quý giàu sang, đức công chính của họ tồn tại muôn đời. Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng, chiêu rọi kẻ ngay lành. Đó là người từ bi nhân hậu và công chính. Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc, đức công chính của họ tồn tại muôn đời, uy thế họ vươn cao rực rỡ. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 6, câu 1 đến câu 6 và câu 16 đến câu 18. Matthew 6, 1 đến 6
và 16 đến 18. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được Cha của anh em đứng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo, và Cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba, ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh, đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay phải rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ Cha của anh đứng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Đó là lời Chúa. Nãy tôi gặp mấy anh bạn, nói Cha có biết chuyện gì không? Bảo chuyện gì? Bảo bây giờ người ta đang xôn xao chuyện Covid. Bảo thì Covid là cả thế giới rồi, đang xôn xao rồi. Có những nước thì họ có điều kiện, thì họ có thuốc ngừa, họ có điều kiện tốt hơn. Còn những nước nghèo thì phải chịu thôi. Đức Giáo Hoàng đã nói về cái chuyện đó rồi. Là khi mà có thuốc chích ngừa thì thế nào cũng có. Là người giàu hoặc là những nước có điều kiện thì sẽ được ưu tiên đương nhiên thôi. Và những nước nghèo, những nước mà khó khăn thì làm sao mà có được thuốc chích ngừa cho những người nghèo. Bề chưa nói về thuốc chích ngừa, mới nói về chuyện mà đi cứu giúp những người mà bị cách ly. Vì bây giờ virus corona nó tấn công mạnh quá, nó lây lan quá nhanh. Có thể lây lan qua đường không khí. Và có thể mình bị 2 ngày đã có thể lây lan cho người khác rồi. Chứ không phải đợi là 1 tuần, 2 tuần như ngày xưa nó mới phát. Và người ta thấy ai có tiếp xúc với những người mà bị thì họ cách ly. Mà khi cách ly như vậy thì không có được đi ra đi vô để mua bán ăn uống, thì phải có sự trợ giúp bên ngoài. Thì có những tổ chức rất là tốt, những cá nhân cũng như là tổ chức, họ đến để họ trợ giúp cho những gia đình bị cách ly bên trong khu vực, bị phong tỏa, không ra ngoài, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Thì họ đưa đồ ăn thức uống đến giúp. Và nếu mình là người có tiền thì có thể gửi mua được. Đưa tiền đó rồi người ta đưa đến, rồi mình cứ việc để đó, lên lấy hoặc để tiền lại người ta lấy, không tiếp xúc, để bảo vệ tối đa sự lây nhiễm. Nhưng mà xảy ra cái chuyện là những người có tiền thì không bỏ tiền ra mua, rồi cũng lại dành ăn với những người nghèo. Thí dụ, gia đình tôi 5 người nghèo, còn đây là ông bà đại gia đây. Ông có thể có tiền, ông nói hàng xóm hay láng giềng mua gà qué đủ thứ. Còn gia đình tôi, 2 vợ chồng, 3 đứa con, 5 người. Lương tháng không đủ sống. Bây giờ không đi làm nữa thì lấy gì mà mua, tiền đâu mua. Thì bác này, chú này với tổ chức này đến. Để đây ai khó khăn thì đến lấy. Tôi vừa mới lấy được 2 ổ bánh mì, còn 3 ổ nữa. Cái ông đại gia nó cũng sơ mất 2 ổ. Mỗi ông, 2 ông bà, mỗi người 1 ổ. Anh chị em thấy có vậy có chấp nhận được hay không? Thử suy nghĩ thử coi. Tôi thì hồi xưa ở giáo điểm Tin Mừng, tôi cứ nói là máy này tôi tặng cho những người nghèo, ai mà có hoàn cảnh khó khăn thì cứ việc lấy. Bảo làm sao chứ biết người nào nghèo hay không, người nghèo họ tự họ biết họ nghèo hay không, họ nghèo họ biết.
Tôi nói vì anh nghèo thì giơ tay chúng tôi gửi tặng. Bảo cha thằng này nó không có nghèo mà nó giơ tay, kệ nó, tại vì nó muốn nghèo thì Chúa sẽ cho nó nghèo, thế thôi. Nó sợ quá bỏ tay xuống. Anh đang đầy đủ mà anh giơ tay bảo thưa cha con thiếu thốn muốn giúp đỡ, đó là anh tự anh xin thiếu thốn nha, mọi người làm chứng nha. Được, đây anh cầm tiền, cầm thóc, cầm gạo đi rồi, lúc nào anh thiếu thốn thì anh sẽ đừng có là ân hận ngu quá vì tham một cái 10 kg gạo mà mất toi cả cái nhà. Chú chỉ cho mình gặp một tai nạn là tiêu thôi, một cơn gió nó thoảng qua tiêu thôi, có gì đâu. Về đi khám tới thời kỳ thứ 3 rồi xong phim, ăn uống gì thoải mái đi. Bác sĩ ghi chữ BT, về ăn uống thoải mái. Mừng quá, em ơi, mình giơ tay được phát gạo. Sao anh lại làm như thế, kệ nó, của chùa mà. Ui gì không lấy, không lấy thằng kia nó không lấy. Sao trên nhà mình giàu có vậy, anh còn vậy ham muốn làm cái gì. Rồi đi khám bệnh sao, chúa tôi để dành để dụng. Bây giờ đi khám nó bác sĩ anh thấy đau quá, tưởng ghê gớm để chữ BT. Tôi bảo là thôi cứ về cho anh ăn uống thoải mái, giờ em có gì cứ cho anh ăn đi, không có sao hết rồi, bác sĩ bảo BT rồi. Cái bà vợ này bảo sao kỳ ta, hôm nay cũng hôm nay sống lại ăn uống thoải mái mà lại bình thường, BT là bình thường. Cái mới gọi đến bác sĩ gặp riêng, bác sĩ nhà em về nó nói vậy, bác sĩ nói thấy sao có đúng không? Tôi có nói vậy bao giờ đâu, thì nó đưa đây bác sĩ ghi chữ BT rồi bảo ăn uống, bảo có, tôi có nói như vậy mà không phải vậy. Vậy chữ BT là gì? Tôi sợ như buồn, tôi mới để chữ BT là bó tay. Rồi thôi thì về cho anh ăn uống gì đi rồi chết đó mà, có sống được nữa đâu. Đó, tại anh đưa tay anh xin nghèo mà, bây giờ Chúa cho nghèo còn cái gì nữa. Thế không ạ? Cho nên có nhiều khi tôi bảo kệ đi, Chúa biết mà. Lời Chúa 3 câu liền, và cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Đó là về bố thí và cầu nguyện. Đấng hiện diện nơi kín đáo, cha của anh đấu xuống thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Cầu nguyện, ăn chay, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo, và cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Chúa Giêsu phải lặp đi lặp lại tất cả 3 lần là Chúa thấu suốt những gì kín đáo, không phải thấu suốt rồi để đó mà sẽ trả lại. Trả lại cái gì? Phaolô bảo gieo ít thì gặt ít, gieo nhiều thì gặt nhiều, thế thôi. Đứng thấu suốt những gì bí ẩn. Cho nên là những cái nhóm mà nhà giàu mà đi dành ăn của những người nghèo, Chúa thấu suốt những gì bí ẩn. Tại sao mình phải làm cái việc đó? Tất cả mọi người đang khó khăn, mình không chung tay chia sẻ cái khó khăn của anh chị em mình còn ăn cướp cơm chim của những người nghèo là sao? Mà bây giờ báo chí đang nói là nguy cơ là thuốc ngừa, là có nguy cơ thuốc ngừa giỏm nữa. Nó còn ác như vậy. Người ta muốn chích ngừa để mà khỏi bị virus nó lây nhiễm thì ông lại đưa cái thuốc ngừa giỏm, thuốc ngừa giỏm thà đừng chích còn hơn là chích. Thà anh không ăn, anh đói còn hơn là anh vớ cái bánh anh ăn mà bánh độc, có đúng không? Đói chưa chết, nhưng mà nó ăn xong nó chết vì lý do là cái bánh độc, bánh độc. Cho nên thưa anh chị em, những mình cầu nguyện cho những con người có lòng xót thương đi. Thế giới ngày hôm nay chỉ thiếu lòng xót thương thôi. Đức Thánh Cha nói rất rõ. Không có lòng xót thương thì người ta cái nơi thì thuốc chích ngừa dư mà không dám bán, không dám trợ giúp. Còn bao nhiêu thủ tục rồi đủ mọi thứ, hệ thống chính trị xã hội nó ảnh hưởng, chứ không phải là cứ mình muốn làm bác ái là được làm đâu thưa anh chị em. Tại vì những tập đoàn công nghệ khác nó phải kiềm chế lại. Nhưng có những lúc mà những nước giàu họ phải đổ cả tấn tấn thực phẩm gạo xuống biển mà không giúp cho những nước nghèo được, trong khi cả triệu triệu người chết đói không có gạo ăn. Lý do là nếu mà họ đem được giúp thì cái giá gạo họ bị hất thấp xuống, họ thất thu. Anh chị em thấy không? Cái lòng dạ của con người. Nhưng mà Chúa thấu sự bí ẩn đó, Chúa sẽ trả lại cho mình. Mình gieo cái gì thì gặt cái đó, gieo ít thì gặt
ít gieo nhiều thì gặt nhiều. Nhớ cái đó, gieo cái gì thì gặt cái đó. Nếu mình mà gieo lòng thương xót thì mình gặt lòng thương xót. Càng xót thương người bao nhiêu thì mình càng được Chúa xót thương bấy nhiêu. Có mất gì đâu. Có mất gì đâu. Mỗi người hãy cho tùy theo quyết định của lòng mình. Thế những người đến xin giúp đỡ hay xin gì đó, tôi nói Chúa thấu suốt, bảo cha coi chừng nó đánh lừa. Thà có khi mình cho nó lừa còn hơn là mình bỏ sót. Không phải là người ta thì nói ngược lại là thà gì đó bắt lộn còn hơn là bỏ sót. Còn tôi thì thà chấp nhận là mình cho lừa còn hơn là mình bỏ sót người ta. Lỡ người ta thiếu thật thì sao? Lỡ người ta lỡ xe thật thì sao? Nó cũng khó cái đó. Dĩ nhiên mình cũng phải có sự khôn ngoan tối thiểu để mình đừng có để người ta lợi dụng lòng tốt của mình. Nhưng có những em lần đến băng mắt lại, đến xin cha cho con đi bệnh viện, mắt nó bị ung thư, phải mổ, phải múc. Tôi nói, anh nói thật hay không? Nói thật. Nói thật đi. Nếu mà anh thực sự anh bị như vậy thì tôi sẵn sàng giúp. Lòng thương xót Chúa chứ không phải của tôi. Tất cả những gì không bao giờ là gì của cá nhân tôi hết, là của lòng Chúa thương xót. Tôi không có cái gì hết, tôi cũng là người nghèo và tội lỗi như anh em thôi. Nhưng mà lòng thương xót Chúa không thiếu gì nếu mình tin tưởng và thật thà, trung thực. Nói thật, tôi hỏi lại anh lần nữa. Anh khó khăn thật thì nói, tôi giúp. Lòng thương xót giúp. Còn nếu anh lừa, là anh lừa Chúa, là anh gieo cái gì anh gặt cái đó đó. Thề sống thề chết. Chắc chưa? Chắc. Tôi cầm cái băng keo, kéo có phật một phát. Cái băng keo rớt ra, mắt bình thường. Tí thuốc đỏ bôi vào thôi. Nhiều lắm. Cho nên là mình phải có sự khôn ngoan, chú ban, cẩn thận để không bị lừa. Nhưng lỡ có bị lừa, thà mình bị lừa vì còn hơn là để người ta phải ra về tay không mà người ta thiếu thốn thật. Phải chấp nhận như vậy đi. Cho nên cho là theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, không miễn cưỡng. Tôi không ép ai phải dâng cúng, không ép ai phải đóng góp bác ái chia sẻ, không bao giờ kêu gọi quyên góp gì cả, để cho tự nguyện người ta quyết định một cách vui vẻ, không miễn cưỡng, đừng ép. Có những khi mình quyên góp ép quá, gia đình này mấy người, 5 người truy ra, mỗi gia đình là mỗi người là 500 ngàn là phải, 5 người là một nhà là phải 2,5 triệu. Dù rằng hai thằng con mình nó đi làm xa rồi, còn nhà có 2 ông bà với đứa bé thôi, nuôi cháu, còn bố mẹ đi làm xa, nhưng mà cậy tính luôn 5 gia đình, một gia đình 5 người, ép quá, ép quá. Đừng có ép người ta, không miễn cưỡng mà. Tại sao mình bắt người ta, cho cái lòng người ta muốn dâng cúng bao nhiêu, ta dâng cúng chứ. Rồi khi thậm chí mà không dâng cúng còn đi rêu đi nhà thờ nữa thì tội nghiệp người ta quá. Ta nhục nhã, ta ê chê, không dám đi lễ nhà thờ nữa vì lý do là không có tiền đóng góp, cái đó thì không được rồi. Chắc chắn Chúa chẳng vui lòng khi mà làm nhà thờ cho Chúa. Nhưng mà con Chúa thì bị đuổi ra ngoài vì nó không dám đến nhà thờ, nó không có tiền đóng góp. Chắc không đẹp lòng Chúa đâu. Nên đừng có ép người ta phải đóng góp. Không miễn cưỡng, ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương. Thôi tùy lòng người ta. Người ta không có của thì ta có công. Thôi con không có gì đóng góp, vậy con đến để con làm phù hộ được không? Con đến để con nhặt rác được không? Con đến con làm vệ sinh được không? Con đến con nấu cơm cho thợ được không? Được. Cái gì cũng được. Mà con không làm cái gì, con vẫn còn có thể giúp cha được. Làm gì? Cầu nguyện. Dâng hy sinh và cầu nguyện. Mình phải tin như vậy chứ. Tại sao chỉ có đóng góp vật chất mà không tin rằng có đóng góp về tinh thần? Và giá trị tinh thần và vật chất thì giá trị nào cao hơn? Và người ta vui vẻ, người ta dâng cúng bằng cái đóng góp cầu nguyện, bằng cái đóng góp mồ hôi, bằng cái tay chân của họ. Mà họ vui vẻ còn hơn là mặt họ nhăn, họ nhó mà phải đưa cái bao thư. Vua nhà thờ phát mỗi người cái bao thư, lên dâng của lễ phải cầm cái bao thư đó lên. Họ có vui vẻ không? Mình không lên thì ta bảo sao thằng này lại không lên. Mà lên thì nghĩa là xù, đưa bao thư không. Khó lắm. Chị em thấy không? Miễn cưỡng quá. Lòng người ta không vui vẻ đâu. Ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương. Và lại,
Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ. Tin vào lòng thương xót của Chúa không? Tin vào quyền năng, lòng quảng đại, lòng thương xót của Chúa không? Có quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa dư thừa mà làm mọi việc thiện. Dám tín thác vào Chúa không? Tín thác là chỗ này đi này. Tín thác là mình làm hết sức của mình rồi. Và mình tin rằng Chúa là đấng đầy quyền năng, có thể tuôn đổ xuống cho mình mọi thứ ân huệ hơn những gì mình mong ước, để mình có đủ dư thừa mà làm việc thiện. Theo như lời đã chép, kẻ túng nghèo người rộng tay làm phúc, đức công chính của người tồn tại muôn đời. Đức công chính của Thiên Chúa tồn tại muôn đời. Đức công chính ấy là sự công bằng. Mà sự công bằng của Thiên Chúa, công bằng của con người là chỉ nhìn thấy cái bên ngoài thôi. Thấy này áo rách, có nghĩa là anh này nghèo. Thấy này đi xe hơi, có nghĩa là anh này là giàu. Công bằng chỉ nhìn được như vậy, thì thằng này áo rách thì cho, thằng này xe hơi thì không cho, bảo là công bằng. Mà sự công bằng của Thiên Chúa là thấu được cái bên trong, đến thấu được cái gì bí ẩn. Đây mặc áo rách nhưng mà chưa phải nó là nghèo đâu, vì cái lòng của nó rất rộng. Lòng của nó rất rộng, nó vui vẻ, nó dâng hiến và nó tin rằng là khi nó dâng hiến như vậy thì Chúa, Thiên Chúa ban gấp trăm gấp ngàn cho nó. Nếu không đời này thì đời sau, mất gì đâu. Cho nên sự công bằng của Chúa là thấu được cái kín ẩn nhất, sâu lắng nhất mà không ai thấy được, chỉ có Chúa thôi. Thì Chúa phải thấy được như vậy thì mới gọi là công bằng. Anh chị em ra trước tòa đó, tòa chỉ dựa theo nhân chứng, dựa theo luật sư, dựa theo cái rồi quyết định có công bằng chưa. Chưa công bằng. Vì cái bằng chứng đó có khi là bằng chứng giả, có khi cái bằng chứng đó là thật, nhưng cái ý định của người đó thì không phải là như vậy. Bằng chứng rõ ràng là cô này bắn chết anh này. Bằng chứng rõ ràng là người ta nhìn thấy viên đạn, đúng là cô này phạm tội giết người. Công bằng là giết người thì phải đền tội. Nhưng mà công bằng của Thiên Chúa là thấu nhìn được cái bên trong mà tòa hay là mọi người không thấy được. Thấu nhìn bí ẩn là cô ấy không phải vì ghen, vì tức, vì gì, thù hằn gì mà. Nhưng mà chỉ một cái lúc bốc đồng nào đó cô bắn, không nhằm mục đích giết, nhưng mà chỉ bắn thôi. Nhưng mà chẳng may nó trúng. Nhưng bây giờ đạn trúng rồi, không thể cãi được. Mà lúc cô ấy bắn là lúc cô ấy tỉnh chứ không phải cô ấy say. Mà nó tức quá, nó phẫn lên, người ta đâu có biết được. Hay là vì một cái động cơ gì đó. Thì bắn cảnh cáo thôi, nhưng mà đạn lạc cô chết, đâu cãi được. Vân vân. Rồi có nhiều cái lý do lắm, này ăn cắp. Nhưng mà ăn cắp như vậy thì là công bằng là phải đền, phải trả đúng không? Phải nhiều thôi. Nhưng mà biết vì lý do là tại sao nó ăn cắp con gà? Vì mẹ nó đau ốm cả mấy tháng nay, chỉ thèm một bát cháo gà thôi. Mà nó không làm sao mà có được, không có tiền mà nó mua thì nó thấy đàn gà này nhiều quá, nó bắt một con để có là gì đâu. Đối với nó nghĩ như vậy. Mà ông này ông đại gia rồi, thấy không? Đại gia rồi. Mà đúng theo luật thì vẫn cắp thì phải đền. Mày, tao có 100 con gà, mày bắt lấy của tao một con, mày cũng phải đền. Thì theo luật là như vậy. Nhưng mà Thiên Chúa thấu nhìn cái sự bí ẩn thì dù tòa có kết án thằng bé đó 5 năm tù, nhưng trước mặt Thiên Chúa nó là đứa được xót thương. Mà Chúa tính tội cho ông đại gia này. Mày giàu có như thế, mày không biết chia sẻ cho người nghèo. Mày chết. Chứ đừng có tưởng thắng rồi hãnh diện đồ ăn cắp là nó phải bị tù, còn tao đây là thắng. Nhưng mà trước mặt Thiên Chúa, Chúa xót thương cái kẻ khốn cùng đó. Cái động cơ mà nó thúc đẩy nó làm việc đó là cái lòng xót thương của nó dành cho mẹ nó, chứ không phải lòng tham. Người ta thì chỉ bảo là ăn cắp tức là tham, phải không? Nhưng mà trước mặt Thiên Chúa, động cơ nó không phải là tham, mà ra tòa thì nó không cãi được. Người ta không thấy được cái động cơ là lòng xót thương cái gì cả. Người ta chỉ thấy cái hiện tượng, cái sự kiện thôi. Còn Thiên Chúa thấu nhìn cái bí ẩn bên trong. Cho nên chị em đừng sợ. Đừng sợ mình bị thiệt, đừng sợ mình bị hiểu lầm, đừng sợ mình bị oan ức. Thiên hạ muốn kết án, muốn hiểu lầm, muốn nghi kỵ, muốn cái gì đó là của thế gian. Nhưng tôi trước mặt Chúa, tôi biết rằng tôi luôn luôn được lòng thương xót của Chúa. Đoái đến con người yếu đuối tội lỗi của tôi. Và cho dù cả thế gian kết án tôi thì một mình Thiên Chúa, chứ bảo
tôi không kết án chị đâu. Về và đừng phạm tội nữa. Như người phụ nữ bị quả tang nha, chứ không phải là nghi ngờ nha, phạm tội ngoại tình mà tôi không kết án đâu. Thế thì đấng cung cấp hạt giống cho kẻ gieo và bánh làm của anh nuôi dưỡng, tất sẽ cung cấp dư dật hạt giống cho anh em gieo và sẽ làm cho đức công chính của anh em sinh hoa kết quả dồi dào. Có dám tin vào điều đó? Có dám tin vào quyền năng của Thiên Chúa cung cấp dư dật hạt cho mình gieo và làm cho đức công chính của mình sinh hoa kết quả dồi dào? Hạt giống lòng Chúa thương xót, Chúa cho mình dư để mà gieo. Có người bảo ta gieo mười mấy năm mà không hết à? Càng gieo nó càng ra, càng gieo thì Chúa ban càng nhiều. Bao nhiêu ấy, bao nhiêu ảnh, bao nhiêu chuỗi, bao nhiêu cả triệu ảnh, cả triệu trần chuỗi, cả mấy trăm ngàn cái máy, cả mười năm nay vẫn cứ dư dật để cho những con người cần đến. Rồi bác ái hơn mười năm nay, không tháng nào chúng tôi không đi một chuyến hai chuyến, không tháng nào. Dù rằng lúc đó tôi có ở nước ngoài thì anh em ở nhà vẫn cứ đi rồi. Rồi tôi có nghĩ anh em ở nhà vẫn tiếp tục, cơ bỡ của anh em ở nhà vẫn tiếp tục. Dù là Covid vẫn tiếp tục có cách của Covid, dù là cô nào cũng có cách của cô ấy. Cũng bỏ, không nhiều thì ít, không ít thì nhiều. Mà Chúa luôn luôn là cho di dật để làm. Và Chúa cứu thoát chúng tôi bao nhiêu phen lên đoạn đèo, xuống suối rồi vực thẳm, chỉ trong tích tắc thôi có thể là cả cái xe lao xuống vực thẳm. Chú vẫn nhìn giữ anh em đi về mạnh khỏe. Và công việc bác ấy đấy là để đi loan truyền lời thương xót Chúa. Cái hạt giống Chú cho dĩ thưa, đến cung cấp hạt giống cho kẻ gieo, Chúa là đến cung cấp cho chúng tôi. Có thể qua bàn tay của anh chị em, qua bàn tay của những người quảng đại với Chúa, những người mà cho một cách vui vẻ, những người mà không miễn cưỡng, không buồn phiền, những người mà cho dư thừa, thì họ cũng được nhận lãnh dư thừa những gì họ cho. Tôi chưa thấy ai mà bị than là vì cho đi mà mất ái mà làm cho Chúa mà bị phá sản hay gì cả. Chúa vẫn cho họ đầy đủ. Nhưng mà có người ta tính toán nhiều quá, tính toán nhiều quá. Mà thường càng những người mà ăn nên làm ra, những người mà có cơ ngơi lớn rộng, tính tiền trăm tỷ ngàn tỷ, có hết ốc đảo này đến đảo kim cương nọ, đến resort nọ, đến dự án này dự án kia, khoe đủ thứ thì là những con người không dễ gì đâu, không dễ gì đâu. Mà những người mà đang đi cái con đường lòng thương xót, đang chạy giúp chúng tôi, đang thực hiện ốc đảo lòng thương xót Chúa, âm thầm lặng lẽ, không ai biết, chính tôi cũng không ngờ, Chúa vẫn cứ làm. Kỳ diệu lắm thưa anh chị em, sẽ có ngày Chúa tỏ hiện cho chúng ta thấy cái vinh quang đó của Chúa, để ốc đảo lòng Chúa thương xót. Chúng tôi tin chắc chắn điều đó, để cho người ta có thể đến đó mà làm ba cái việc. Thứ nhất, đấy là nơi để người ta có thể thực hành lòng thương xót Chúa, đó là việc bố thí. Thứ hai là nơi người ta tổ nguyện lòng thương xót Chúa. Và thứ ba là nơi người ta thực hành việc hy sinh, đó là việc ăn chay, ốc đảo lòng thương xót Chúa. Những người đi vào con đường lòng thương xót Chúa phải luôn luôn nhớ thực hiện ba cái việc đó, bất cứ ở đâu. Và mình cầu nguyện, mình tin là có một lúc nào đó, có một nơi nào đó để người ta có thể đến để mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa, thực hành lòng thương xót Chúa và làm những hy sinh để mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Âm thầm, lặng lẽ nhưng vô cùng hiệu quả. Vô cùng hiệu quả vì không phải bằng sức của mình mà bằng quyền năng lòng thương xót của Chúa. Mời anh chị em chúng ta cùng chuẩn bị tâm hồn rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con.
Song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được. Thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật. Thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Chỉ biết